幸せやな。Tôi cho là xem đi mẹ. Bộ máy cày chưa có tới đâu mà. À tới à? Thế. Rất ghét những người ấy. Thì bảo không đi. Không đi anh ơi. À không, không đi đâu anh. Cho em quay đầu xe anh ơi. Anh quay đầu xe. Đi ở ngoài đây thì nó khỏi tốn tiền vé tham quan, mình mua vào cổng. Nó nói vé là thôi được rồi, anh để em quay đầu xe cái đã. Em đi coi vòng vòng chứ em còn chưa biết đi đâu mà. Anh tránh cho em quay cái đầu xe rồi, anh đứng đó em không quay đầu xe được. Mời chào quê quá, lại không đi về mấy anh rồi. Chèo kéo mẹ khách hàng khách. Ta đi đâu gửi anh ta? Cái loại chèo kéo này. Cái này chèo kéo từ lúc mẹ ấy đâu rồi. Chèo quên chả biết gì. Treo 800 cây à? 800 mét. Treo cái chỗ hồi nãy đó, cũng trào hồi nãy đó. Ôi, cũng chào nước tắm, mình đi vô đó. Treo nước tắm 800 mét. Treo kéo ghê quá. Tới bên mình ngồi một xe. Mình ngạc nhiên quá. Okay. Tới bên cái chỗ sau. Bắt đầu ấy, nó bám theo. Thôi mua vé, mua vé. Mua vé, mua vé luôn. Phải đi xe lên nè, à. Đi ngoài đây được giá 150, em chở cho anh khỏi mua vé đó hết 20 ngàn à. Mua vé thì đâu. Về người 150 bao vé cho anh luôn á. Thôi trời ơi, trong vé mua 20 ngàn. 20 ngàn đã bao nhiêu rồi mà. Tao được chạy xe lên núi mà. Về hết cho xe được chạy lên núi mà. Chạy lên chứ có. Chèo kéo ghê quá. Không được chạy lên núi. Thế người trai không? Dạ. Mấy người hai người lớn.
trong là mình đi xe ôm mà là bộ núi giùm nha. À, không không phải như vậy. Dạ. Xe ôm mình lên núi sẵn là bao nhiêu nghe chú? Dạ. Xe ôm mình lên núi là khoảng bao nhiêu? Dạ mình vô trọng nó có bảng giá. À, địa điểm nào có giá điểm đó. À, tức là mình đi địa điểm. Hai vé nha mày. Ủa như tận kìa. Có tiền không chị? Có. Trời đuổi. Có 50 luôn. Không đi vòng vòng nó quay ba giờ. Thì cứ tới chân núi đi, đi ra mua vé rồi thì tới chân núi. Vé là chốt kiểm gì? Dạ. Ông trèo kéo ghê quá. Làm mình sợ nha. Sợ thì kệ, anh đi chăm xe. Mỗi lần trèo kéo. Thì cứ lên đó đi, mình vô lên coi. Lên coi nào. Ví dụ như kêu ra ôm, nhiều thằng ra ôm mà mình cứ coi giá thằng nào được thì mình đi ra ôm lên đó. Đúng rồi. Đấy, lên đó mình chơi, mình ngắm cảnh xíu, mình đi xe xuống rồi mình đi về. Đấy, thì đã tới nay đây. Thôi em đi xem nào á. Cứ không chạy hết đường theo cái bản đồ. Chưa chốt mà. Cứ chạy đi, anh cứ chạy đi. Chạy thẳng đi. Thôi 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 thôi. Chạy đi anh. Thôi chạy đi. Thôi, thôi cho anh lên. Chạy chạy đi. Dạ thôi, dạ thôi. Mày sao đợt này không cấm cái bọn này nhỉ? Trèo kéo khách. Gì? Chạy. Không, cái gì vụ nó phải cấm mấy cái này chứ. Chứ treo kéo khách thì sao được? Anh cứ chạy đi, đoạn nào nó không cho mình lên tới. Có cái chốt mà. Mình không được đấy thôi, nhưng mà cứ cái chốt đi rồi tính. Treo kéo khách mẹ ghê lắm. Là mình sợ luôn đấy. Lên đây thả. Ờ, cũng được. Phải không? Không được sao, thì ra xuống. Chưa mà. Thì chết ít tí cũng phải tới cái chân núi chứ. Chạy xem sao. Chưa. À. Chưa có còn mà. Còn mà. Còn gần núi tí chưa. Ờ em biết rồi nhưng mà phải có cái chỗ gần gần chứ. Bãi gần gần trên này này. Xe nhà lên đâu được đâu anh. Thì em biết rồi nhưng mà phải em kiếm chỗ bãi nào gần gần chứ. Xe này khách sạn Hồng Tâm á anh. Nó chạy thẳng qua. Xe ta chạy lên được kìa. Không sao không cho ta đi lên coi. Tới chỗ tới chốt chạm nó không cho mình quay lại chứ. Tới chốt chạm nó không cho mình đi nữa thì mình coi có chỗ đổ thì mình đổ, không có chỗ đổ thì mình nói chưa gì hết được yêu vô. Rồi rồi. Để quay xem. Đi đi đi. Thôi có bị cấm còn chưa? Chưa. Chứ có bị cấm đâu. Cứ chạy một đoạn nữa đi. Gần ịt để xe xa lắp xe lên. Thấy quá là đâu. Về mấy anh thôi. Thì em biết rồi, để tới trạm đi nó không cho lên thì em quay lại chứ anh làm gì mà anh nhoi quá. Cứ bám theo đuôi này.
chê ha, đúng rồi, chê kìa. Đúng rồi, vô đó đổ. Đúng rồi. Yeah. Đây. Trên, đúng rồi đây, trên. Dạ, đúng rồi, đổ trên đó đi, coi chỗ nào. Coi chỗ nào mát mát kìa, phải chết tới ba chè đỏ, có chỗ mát rồi nha. Mà cứ cái sợ thật đấy. Đây, tới đây rồi, đi xem. Bà không được, không được. Cái kia tuần xa mịt mù như vậy mà cứ mời kéo nè, sợ phải.